Xin chào các bạn, hôm nay Điên chia sẻ đến các bạn một món bánh chuối thơm ngon mềm dẻo nhé. Hôm nay Điên chia sẻ làm bánh chuối da lợn. Mình ở đây có chuối, bây giờ nó chở chín rồi nè. Một lon nước cốt dừa và một bịch bánh da lợn nhé. Chu cẩu thằng cô chiêu bẹn dẫu chiêu lên về chỉ sợi cẩu thằng cô phảnh ha. Today I'm making banana coconut layer cake. Hỏi. Liên dùng đường này, đường mía ha các bạn, đường vàng, tại vì mình làm chuối á, mình muốn nó đường vàng. Đây là 50 gram đường nhé. Bây giờ Liên sẽ trộn bột trước nha. 150 gram bột bánh da lợn. Rồi Liên bỏ vô đây, dắp ba ủng sọc que cẩu thằng cu phẳng ha, sang phẳng đó. Rồi 250 nước cốt dừa đậm đặc nhé, 250 ha, vì ba ủng sập ml về lại, không có bỏ nước. Điên chỉ có để cái này luôn ha. Rồi Điên sẽ quậy cho nó đều để bột nó nở một chút xíu. Ca sủi ngò chè ca về cho. Rồi bây giờ Điên sẽ bỏ đường vô luôn ha, ủng sập kem sa thòn, quần sa thòn. Rồi bây giờ thì Liên để qua bên một lát, Liên quậy tiếp nữa. Liên cân ba trái á là nó tới 400 mấy gram, nhưng mà bây giờ Liên dùng hai trái rưỡi, 250 gram dì ba ủng sập quem chiêu nó chỉ sam chẹt là hồi thầy xì ba kỹ quem mà ngọ lỏ hồi dì ba ủng sập quem thôi, dùng đi gà chiêu hơi mềm hay hữu thiềm, không có ngọt lắm nha các bạn. Bây giờ Liên sẽ sắc da, nó còn sơ ở đây nữa. Liên lấy cái đen đen da nó thì lỏ tiêu hoạch soạn liệt, Liên không có muốn cho nó thấy hạt hạt đen đen nhé. Nó thì lỏ hỉ hồi có đi hạt hạt có đi hoạch. Lấy cái này nè các bạn, đập nó dẹp ra ha, hồi nãy mình tiết kiệm thời gian nên Liên làm sẵn đó. Các bạn phải lấy cái ruột nó ra, cái ruột nó làm cho chuối nó bị đen ha. Liên làm Liên biết, nếu mà Liên á không có lấy ra đó là một lát hồi chuối nó đen hết luôn á nha. Cái ruột của nó hình như nó có hơi sao nó làm cho nó đen á, cái chuối ha. Đó, các bạn phải làm dọc nó ra chính giữa lấy sợi da ha, nó mới không đen nha, không phải là nó đen. Rồi bỏ vô cái tô này sâu sâu một chút. Cái giá tiền vô lỏ hơi cơ chung can cơ thì chiêu xin đi, lỏ hơi chung can cơ chiêu xin khơi quỷ hắc cơ đi chiêu tắt bạc cơ. Liên phải lấy cái máy này đánh nhuyễn nó. Rồi Liên sẽ bỏ thêm một chút xíu nước này vô để đánh nó ha, nó dễ hơn. Đó, để tủ xíu xíu ở lĩ rồi. Bây giờ thì Liên sẽ đổ chung vô đây nhé. Nó tỷ với cá khao mã chày rồi xin ra ti phẩm nè. Rồi bây giờ Liên sẽ lọc qua cái gây cho nó mịn ha. Nếu mà muốn ngon á công phu lắm các bạn nhé. Thì xong rồi nè, đó đó vậy được rồi đó. Cho một tí xíu muối, tí xíu xíu dìm đó, chút xíu mình để vào đây. Rồi mình sẽ thêm banana flavorings, tinh dầu chuối hơn chiêu dầu, cho một chút xíu, lấy cái muỗng sạch đó một tí thôi, nó cũng thơm lắm rồi. Chừng nào không thơm mình mới thêm vô nữa ha. Đó nó cũng vàng vàng vậy đó là nó thơm lắm rồi đó. Một ít muối, một ít dầu chuối cho nó thơm nhé. Rồi cái này là xong rồi. Bạn mình hái cho mình hoa tím ha. Cái hoa này nó đổi màu nha. Lúc mà mình hái nó là màu xanh, cái chua chương chút nó thành tím tím nè. Rồi tới tối nay á, thì nó thành màu hồng nha. Nó chở 3-4 cái màu lận ha. Bây giờ thì mình rửa. Khi nào mình làm bánh, mình lại lấy nó làm màu ha. Rồi thì xảy con chẹt tu chỗ hồi cũng hơi dậu ngàn xích á. Sảy con chèn hả? Sảy kỹ sủi rồi tay đợi pu. Nó để bí xíu xíu sủi đất lên, sảy vô cùng to sủi rồi. Giống vậy lỏ thì xíu xíu ngàn xích rồi ha. Rồi, mình sẽ bỏ vô đây, mình nấu nhé.
Rồi nó sôi rồi các bạn, nó thành màu tím rồi các bạn ha. Rồi các bạn ơi, đó màu tím ha, mình sẽ đổ vô đây. Rồi bây giờ làm phần màu tím nhé. Rồi Liên có 250g bột, 150g đường. Đường gì cũng được mà Liên xài đường làm bánh, đường la hán quả nè các bạn ha. Nó hơi mắc nhưng mà ăn cái này nó không có hại sức khỏe, nó không có mập nhé. Đi coi lò hơn cỏ thòn, ngồi dùng dắp ba ứng sập quen. Lò hơn cỏ thòn, dì ba ứng sập quen. Đi coi cậu thằng cô phảnh ha. Rồi mình đổ vô đây. 250 bột da lợn, 150g đường cát, đường gì cũng được nhé. Để Liên châm coi nó được bao nhiêu, Liên sẽ đổ hết vô. Ở đây là 250ml nước cốt dừa, dì ba ẩm sập ml về lại. Lấy cái màu hoa tím này, Liên chế vô. Để cho 150 nước màu hoa tím, chắc cũng hay si 3 ml ha. Si 3 50 ml về chỉ sợi, dắp 3 50 ml chỉ pha sợi ha nha. Nước gì cũng được, nước xanh, nước đỏ. Tổng cộng là 400 ml nước, thêm một ít muối ít thôi, dắp cái dìm chảo hoành hợi. Hoành đi là mình bỏ chút xíu thôi, của nó đặc lắm ha, chút thôi. Để coi coi khi nào nó không đủ mình mới cho thêm. Rồi cho một ít bột nghệ cho nó vàng vàng nè, một ít thôi, không có nhiều nha. Lấy cái muỗng múc vô đây tiền pha nó nhé. Đó đó là các bạn thấy không, có hoa đậu bíp đó các bạn. Đó một cái bông á thì nó màu này nè các bạn. Mình nấu cái này 2 cup nước mà mình nấu tới 80 cái bông, bởi vì nó đậm màu tím. Còn cái này nè, có một cái bông mà nó thành màu này thôi. Mình nấu đậm thì nó thành màu khác, còn nấu lợt thì nó thành màu khác nữa. Còn nếu mà các bạn dặn chanh vô nó thành màu hồng nhé. Ý đồ dọc 3 sập co pha, lượng khắp sủi, sủi gì hơi pin cho chỉ xích. Giữa dắt co pha là hơi hãy đi ở ngàn xích nè. Tôi nước sôi rồi, bây giờ mình hấp sẵn cái sủng ở đây, quậy nó lên. 1 2 3, mình cho qua giá vô, khẩm mài hủy sập phanh chung cho 10 phút các bạn ha. Rồi cái màu tím này qua giá, cái màu màu vàng dậy chút xíu. Khẩu xiên đây chỉ xịt ngọt tỷ bỉ hơi hay sam hoặc ngọt tỷ bỉ đi co hay xì hoặc tỷ cái quần xịt hậu đi ha, xì hoặc đó. Để hậu tiết ha. Cái màu vàng Liên cho 4 giá, còn cái màu tím 3 giá nha các bạn, cho nó màu vàng dậy chút xíu nó đẹp. Rồi mình cũng tiếp tục làm 8 phút thôi. Rồi đây 8 phút rồi. Đó, màu vàng cũng đẹp lắm. Bây giờ Liên cho 3 giá vô ha. 1 nè. 2 3. Đấy, đó. Tiếp tục làm như vậy nha. Cây trục thì cũng lên tủ á ha. Tiếp tục mình đổ hết, we continue finish. Ok, nấu xong là 1 giờ, bây giờ là 8-9 giờ rồi, hơn rồi đó. Bây giờ Liên sẽ mở ra ha, nó chống dính nè, cái này chống dính. Úp nó xuống. Wow, đó hai bên ha, dẻo ha. Đó cái bỏ ra đây cắt. Đẹp quá. Đó. Đó, các bạn thấy nó dẻo không nè. Đó, ha. Mình muốn cắt kiểu nào mình cắt. Mềm dẻo ha. Đó, để 3 ngày cũng không cứng nha. Tay xăm giật tôi ok rồi ha. Hữu diện hoạt. Đây nè. Các bạn có thể làm màu xanh,
hoặc là bất cứ màu gì các bạn yêu thích nhé. Ok, đó, dẻo lắm nè các bạn. Đó, xốp ha. Nhưng mà không có nhão, kêu bằng dẻo thôi. Đừng xé ra. Đó, từng lớp xé ra được. Nhá. Đó, đó. Dẻo thôi, nó không phải là nhão ha. Nhão là các bạn cho nước nhiều mới nhão nha. Đó, hơi hỏi gì lít gắt thằng thằng số lên hơi duyên chứ hơi mày và sợt ha. Ok, to trẻ tài ca sâu thảy, chúc tài ca sanh thảy kiền thon. Cảm ơn cả nhà xem video cách làm bánh da lợn chuối nhé. Chúc cả nhà mạnh khỏe bình an. Thank you, bye bye. Hẹn gặp lại video sau nhé.